gặp quý khách ạ. Hôm nay đến với cuộc nói chuyện ngày hôm nay, cho phép tôi để chia sẻ chút về quy trình làm việc trên máy sau khi chúng ta đã cùng nhau trao đổi về phương thức vận hành, lấy cữ, trình độ cao, độ sâu, một số yếu tố giúp máy có thể hoạt động liên hoàn, tránh trường hợp sản phẩm đứt quãng, gặp những vấn đề công việc như mong muốn, không mài được tốt, không mài được thẳng hàng hay một số vấn đề gì đó. Trong các buổi nói chuyện trước chúng ta đã trao đổi sơ qua. Nếu quý vị khách hàng nào vẫn có thêm câu hỏi dành riêng cho vẫn mục đích như vậy, vẫn như câu hỏi như vậy, chúng ta có thể đặt câu hỏi trực tiếp và chúng tôi sẽ cùng với khách hàng trao đổi bằng những video kế tiếp. Hôm nay chúng ta sẽ trao đổi thêm về cái vấn đề sau khi quá trình chúng ta căn chỉnh sản phẩm, chúng ta căn chỉnh chế độ cao thấp và bắt đầu làm việc giúp cho máy vận hành ổn định. Vậy thì trong buổi nói chuyện ngày mai chúng ta sẽ cần trao đổi những vấn đề gì mà quý khách hàng có đang gặp phải, đã, đang và tiếp tục sẽ gặp phải. Vậy thì trên đây chúng tôi xin phép cùng quý khách chia sẻ phương thức, đó là căn chỉnh app và chia sẻ một chút về để quý khách hàng có thể hình dung ra được rằng là trong quá trình sản xuất vấn đề gì đang xảy ra, lực đến từ đâu, sản phẩm chúng ta hoạt động như thế nào, bắt mài hoạt động ra làm sao, lực nén như thế nào là đủ, làm sao cho sản phẩm không bị chảy ra ngoài, viên đá chịu những lực tác động nào, và làm thế nào cho viên đá có thể đi hết hành trình, giữ trên được một đường thẳng. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng trao đổi với những yếu tố như vậy. Trước khi bắt đầu cuộc trao đổi về những yếu tố chúng tôi vừa nêu trên, thì chúng tôi chia sẻ một chút. Có thể trong quá trình vận hành máy, quý khách hàng xem những video như vậy cảm thấy sẽ rất dài, cũng hy vọng quý khách hàng bỏ thêm chút thời gian để cùng với Mistone xem xét và cùng trao đổi. Có thể mất 30 phút, 50 phút trong mỗi một video, nhưng sau khi xem xong và chúng ta trao đổi xong, quý khách hàng đã nắm được cái kiến thức cơ bản, kỹ năng vận hành máy, thì tôi nghĩ rằng là với 30 phút để 360 ngày có thể hoạt động hiệu quả, thì tôi nghĩ rằng cũng không phải là con số nhiều để chúng ta đánh đổi, không phải là số tỷ lệ thuận quá nhiều để chúng ta phải xem, để chúng ta phải đứng trước màn hình, chúng ta phải dán mắt vào cái màn hình nhỏ bé trên điện thoại, trên màn hình để xem mất 30 phút hay 50 phút. Chính vì vậy, khi mà quý khách hàng hãy dành cho Mistone chúng tôi một khoảng thời gian vừa phải và tìm xem những lỗi lầm của máy mình đang hoạt động, đang có những lỗi gì, và xem xét để cùng chia sẻ. Trong quá trình ngày hôm nay chúng tôi xin phép chia sẻ một chút lỗi thực gặp của máy. Bây giờ lỗi, thế nào gọi là lỗi, quy định thế nào gọi là lỗi. Trong quá trình chúng tôi làm những video này, rất nhiều khách hàng và cũng có nhân viên cũng phản hồi rằng là trong quá trình anh làm, anh nên nói lỗi ít thôi, không nói nhiều lỗi quá, khách hàng người ta chưa mua, người ta sợ. Thì xin chia sẻ với quý khách hàng rằng chúng tôi làm ra những video này không phải với mục đích thương mại, không phải là mục đích marketing để nâng cao sản phẩm để bán hàng. Không có một người bán hàng nào lại nói rằng sản phẩm của mình xấu và tồi. Chính vì vậy, chúng tôi nói lỗi nhiều bởi vấn đề gì? Tôi muốn nói lỗi nhiều bởi vấn đề tôi muốn đứng trên cương vị một người kỹ thuật để cùng với khách hàng trao đổi. Những video này là những video đứng trên cương vị một người kỹ thuật để cùng quý khách hàng trao đổi, để làm sao tất cả chúng ta cùng có thể vận hành máy một cách tốt nhất, nhanh nhất và hiệu quả nhất. Chứ chúng tôi không làm video này để bán hàng. Cho nên rằng là lỗi, chúng tôi sẽ nói thật nhiều với quý khách hàng và những người đã, đang và sẽ nghiên cứu sản phẩm, biết được rằng, đưa ra nhận xét rằng sản phẩm chúng tôi có phù hợp với mục đích của kho bãi mình hay không. Lỗi là như thế nào? Thì chúng ta có thể coi là lỗi. Một chiếc xe tôi đang đi, ô tô tôi đang đi, bình thường tôi đi không sao, bình thường tôi đi không sao, nhưng dạo gần đây tôi đi trên cao tốc, khi tốc độ đạt trên 100 km/h, 120 km/h đổ lại, tay lái của xe rất rung, vậy thì là lỗi à? Tôi thử hỏi quý khách hàng là đấy là lỗi à? Có phải lỗi không ạ? Ngày trước tôi đi thì không phải, sao bây giờ lại có hiện tượng như vậy? Vậy đó là lỗi của sản xuất, của nhà sản xuất, của chính chiếc xe, hay lỗi của người sử dụng? Và đó có thể gọi là lỗi hay không? Xin thưa quý khách hàng rằng chúng ta đều là những người tiêu dùng, chúng ta cần phải là những người tiêu dùng có chút hiểu biết, có nhận thức, những kiến thức về sản phẩm,
thì như vậy chúng ta mới có thể là một người tiêu dùng thông thái được. Chiếc xe tôi đang đi không phải lỗi của nhà sản xuất, cũng không phải lỗi của chính bản thân chiếc xe, mà lỗi của người tiêu dùng như tôi, người vận hành chiếc xe đó như tôi. Rất đơn giản, lốp nó rất to, tôi đâm phải đinh và tôi đi vá lại. Nhưng với một cái điều kiện là sau khi lắp lại tôi không cân bằng động lại cho chiếc xe. Bốn cái bánh đó chỉ cần thêm một miếng vá rất nhỏ, trọng lượng không đáng bao nhiêu cả, nhưng nó làm cho chiếc xe mất cân bằng và xảy ra hiện tượng gì ạ? Rung lắc. Ngày trước tôi đi thì không sao, bây giờ tôi đi là xe rất rung lắc, lên 120 cây mà tôi cứ phải giữ bàn tay lái. Vậy thì đối với những người như tôi biết điều đó và tôi đi làm việc gì ạ? Tôi bỏ một khoản tiền nhỏ nữa ra, tôi cân chỉnh lại bánh xe và không sao cả. Nhưng nếu như quý vị các bạn không biết điều đó, các bạn sẽ lên mạng, các bạn sẽ vào những group và các bạn sẽ chia sẻ là dòng xe này lỗi thế này, đi rung lắc lắm rồi, rất nhiều tố ABC khác. Thì thư hỏi với quý khách hàng rằng đó là lỗi của sản phẩm hay là lỗi của chúng ta? Chính vì vậy, không có sản phẩm nào là sản phẩm có thể mang tính chất là hoàn thiện cả. Con người cũng vậy thôi, nhân vô thập toàn, sản phẩm cũng như vậy, không có sản phẩm nào là sản phẩm hoàn thiện. Nhưng nếu như chúng ta khắc phục được những lỗi đó, chúng ta tạm thời gọi là lỗi đi, chúng ta khắc phục được những yếu tố gọi là lỗi đó, thì sản phẩm sẽ hoàn thiện hơn. Máy của chúng tôi cũng giống như các máy khác, như máy cắt, máy mài khác, cũng có nhiều thứ mà chúng ta tạm gọi là lỗi. Tại vì chúng ta chưa biết sửa chữa thì chúng ta gọi là lỗi. Nhưng nếu như chúng ta vận hành mà chúng ta biết cách sửa chữa, chúng ta am hiểu sản phẩm, chúng ta vận hành tốt, thì cái đấy có gọi là lỗi không ạ? Xin thưa rằng không phải là lỗi. Chính vì vậy chúng tôi làm những video này để chia sẻ cái kinh nghiệm của mình, để làm sao cùng khách hàng chuyển đổi những thứ gọi là lỗi biến thành những thứ không phải là lỗi. Vậy trong buổi nói chuyện ngày hôm nay chúng ta cùng nói về cái vấn đề đó là lực tác động lên viên đá. Để làm sao cho viên đá chạy từ hành trình hết điểm, từ điểm A đến điểm B qua các đầu mài, 6 đầu mài, 8 đầu mài mà sản phẩm vẫn giữ chưa được một đường thẳng. Vậy lực thế nào là đủ? Và có hiện tượng gì làm cho viên đá bị chạy ra ngoài? Sao đá lại bị chạy ra ngoài? Nhưng không phải viên nào cũng bị chạy, có viên bị chạy, có viên không. Vậy lỗi đó từ đâu? Và làm thế nào cho sản phẩm không bị chạy ra ngoài nữa? Với dòng máy của tôi thì chúng tôi là cung cấp ở đây, thì có những người bảo đang chạy, có những lúc, có những viên đá nó tạo ra 2G anh ạ. Tại sao lại tạo 2G? 10 viên thì có 2 viên tạo ra 2G. Vậy lỗi đấy từ đâu mà ra? Tại sao lại có hiện tượng như vậy? Thì chúng tôi xin phép được chia sẻ những lỗi như vậy để quý khách hàng có thể điều chỉnh. Rất đơn giản, chỉ là một những hành động rất nhỏ. Thứ nhất, có thể thay đổi gỗ, có thể căn chỉnh lại động cơ lên cao hoặc xuống thấp một chút thôi. Rất nhanh chóng, trong vòng 20 giây là không còn những cái vấn đề đó xảy ra nữa. Và vậy chúng ta có thể coi là lỗi không ạ? Không. Nhưng nếu như chúng ta không sửa được những điểm đó thì đúng thật, đó là lỗi của sản phẩm. 6 viên đá, 7 viên đá đẹp nhưng 3 viên đá xấu thì cái máy của chúng ta vẫn là lỗi. Nhưng lỗi, xin thưa với quý khách hàng rằng đó không phải là lỗi của máy. Người nhân viên này không có lỗi. Lỗi là do gì? Do những người chúng ta, những người lãnh đạo của chúng ta đang điều tiết sai công việc của họ, bắt họ làm những công việc mà không phải, hoặc chúng ta chưa hiểu năng lực của họ để chúng ta tận dụng hết công suất, để chúng ta tận dụng hết năng lực đó để giúp cho công ty chúng ta phát triển. Chính vì vậy, theo tôi nghĩ rằng đó là lỗi của người lãnh đạo của chúng ta chứ không phải lỗi của nhân viên. Quay lại vấn đề chúng ta cùng chia sẻ. Vậy thì sản phẩm đi vào, vậy thì lực bao nhiêu cho vừa phải? Lực như chúng tôi vừa chia sẻ với khách hàng trong các video trước, với sản phẩm, tùy vào sản phẩm mà chúng ta có cả những cái áp lực, lực đè nén xuống hệ thống băng tải của chúng tôi, piston. Hệ thống máy đứng thì bằng vít me. Như video, các video trước tôi cũng chia sẻ cái nhược điểm với ưu điểm của hai dòng máy rồi. Nhưng hôm nay video này tôi không chia sẻ lại, chúng ta không nhắc lại vấn đề đấy nữa. Còn video này tôi chỉ nói về vấn đề lực của bên máy piston đã cung cấp. Lực được tạo ra bằng hệ thống piston. Vậy lực bao nhiêu cho vừa phải? Thường thường thì máy để chế độ, các máy để chế độ từ trên 2 cân. Tôi xin nhắc lại, các video trước tôi cũng đã nhắc đến vấn đề này rồi. Video này tôi xin nhắc lại lực trên khoảng trên 2 cân. Và tùy cái vấn đề độ dày, độ mỏng. Ví dụ đá mỏng, chúng ta mà thấy đá không chạy ra, có thể 1 cân rưỡi chúng ta mài được. Nhưng nếu như đá dày, đang để 2 cân mà đá sản phẩm bị chạy ra ngoài, mà kiểm tra các yếu tố khác vẫn không thấy hiện tượng gì, chứng tỏ lực nó hơi yếu, chúng ta tăng lực lên. Lực cũng có thể do nhiều yếu tố khác tác động đến quá trình làm cho sản phẩm không được giữ chạy hết hành trình của nó mà bị chạy ra ngoài. Tại vì sao? Tại vì có thể do cả máy nén khí. Máy nén khí cũng là một công cụ để làm sao đẩn được, tạo ra luồng khí để đẩn vào piston hơn. Máy nén khí có thể chúng ta điều chỉnh với những sản phẩm nhà máy đã đưa đến
người tiêu dùng chúng ta ở đây là những cái thiết bị đã được cài đặt một thông số nhất định nào đó có thể chưa phù hợp lắm thì chúng ta điều chỉnh lại. Điều chỉnh lại bằng phương thức như thế nào thì mỗi video chúng tôi đã đều sẽ chia sẻ hướng dẫn. Quay lại với vấn đề về máy nén khí. Máy nén khí ví dụ như chúng ta đang để chế độ cao điểm nhất là 12 cân, máy dừng. Xuống đến 6 cân, máy lại khởi động. Bình hơi chỉ còn 6 cân, máy lại tiếp tục khởi động. Nhưng với những máy ví dụ như máy 8 đầu hoặc máy có những tùy dòng máy 8 đầu hoặc 6 đầu cũng có thể do nhiều cái yếu tố khác. Van chúng ta để chế độ nó hơi nhỏ, lượng van điều tiết qua hơi nhỏ. Thế nên là máy cần phải đến 7 cân là phải đáp ứng cái hơi ngay. Nhưng bình nén khí chúng ta lại để đến chế độ 6 cân mới khởi động. Thế nên từ 7 cân đến 6 cân phải mất một khoảng thời gian đến 20 phút thì máy nén khí mới hoạt động. Trong khoảng thời gian đó, chính piston của băng tải thiếu lực làm cho băng tải đẩn xuống, tuy rằng vẫn đủ 2 cân nhưng chỉ cần thiếu một lực rất nhỏ không đủ sức để giữ cho viên đá và viên đá sẽ bị chạy ra ngoài. Cho nên đó cũng sẽ là một nguyên nhân để làm cho băng tải của chúng ta không đủ sức giữ cho viên đá và đá đang bị chạy. Nhiều khách hàng có hỏi rằng là băng chạy 2 tiếng thì 1 tiếng đầu không sao, nhưng có lúc lại bị khoảng tầm 10 đến 15 phút là sản phẩm bị đẩy ra ngoài. Thì tôi xin cho rằng đó chính có thể là do lỗi của máy nén khí. Và bữa tới chúng tôi sẽ có một video hướng dẫn khách hàng nếu như máy nén khí của chúng ta đang ở chế độ 6 cân phù hợp với cái máy của mình thì không sao. Nhưng nếu như quý vị khách hàng mà máy của mình đang dùng ở mức độ 6 cân, sản phẩm bị chạy thì chúng ta cần phải điều chỉnh đến 7 cân và hơn 7 cân để máy nén khí xuống đến 7 cân là ngay lập tức bơm hơi thêm, tự động hoạt động để lấy lại hơi lên 12 kg. Thì vấn đề đó thì chúng tôi sẽ chia sẻ trong một video kế tiếp. Và video ngày hôm nay chúng tôi xin nó nhắc thêm lại một chút vấn đề về cái sản phẩm. Vậy thì quy trình để sản phẩm chạy hết từ điểm A điểm B, lực nén chỉ cần như tôi nói lại chỉ cần trên 2 cân. Nếu như sản phẩm của chúng ta bị chạy ra ngoài, chúng ta tăng áp lên, tăng một cách từ 2 cân lên 2 cân 1, 2 cân 2, để làm sao sản phẩm ổn định thêm chứ không cần tăng quá nhiều. Có thể một số dòng đá sẽ không chịu được tải lực nén xuống và sẽ có thể xảy ra hiện tượng gãy vỡ, tại vì lực nén quá sức tải của viên đá. Nên thì quý khách hàng nên nhớ chỉ cần căn chỉnh từ 2 cân lên 2 cân 1, 2 cân 2, căn cách từ lên, chỉnh cách từ lên một cách từ, không lên quá đột ngột dẫn đến hiện tượng là có thể có những sản phẩm bị dạn kết cấu mặt bề mặt của đá không được liên kết chặt chẽ sẽ bị gãy lứt ở những chính những viên đá như vậy. Một hành trình này, vậy thì quay lại vấn đề để làm sao chúng ta cân bằng được lực, có lực cho nó phù hợp thì chúng ta phải hiểu ra vấn đề một chút. Nên tôi xin đưa một chút motor, tôi hình dung với các bạn đây là motor. Motor khi đi vào để tác dụng lên bề mặt vấn đá, viên đá sẽ tạo ra một lực đẩn từ bên trong ra bên ngoài, đẩn viên đá ra phía ngoài. Viên đá này muốn chạy hết hành trình của nó mà không bị motor đẩn ra ngoài, nó cần một vật giữ xuống, đó chính là băng tải. Băng tải sẽ làm một nhiệm vụ đó giữ chặt tấm đá để cho motor hoạt động mài dần viên đá. Băng tải có tác dụng giữ chặt motor không cho viên đá đẩn ra phía ngoài. Nếu viên đá bị đẩn ra phía ngoài, motor không chạm vào viên đá được thì không thể mài được. Chính vì vậy, chúng ta cần phải làm thế nào cho băng tải vừa sức, đủ sức, không quá tải, không thiếu tải để chạy hết một hành trình trên một đường thẳng để motor làm việc. Nhưng nếu như chúng ta có hiện tượng, nếu như băng tải, nhiều đơn vị có hỏi rằng trong quá trình mài 10 viên thì đến có thể là có 2 viên nó lại tạo ra một đường gờ khác nhau, mà trong quá trình chạy chúng tôi không căn chỉnh gì băng tải, không căn chỉnh gì mà máy motor, mà tại sao lại hiện tượng như vậy. Thì xin thưa quý khách hàng rằng nếu như viên đá quý vị ra mài nó đẹp như thế này, 10 viên 8 viên đẹp như này, trong khi nó tự dưng lại có một mẻ ở đó có hai viên bị, cái đường gờ này nó lại thành được đường gờ thứ ba, tại sao lại có hiện tượng như vậy? Tôi xin thưa quý vị rằng đó là vấn đề gì? Chúng ta phải hiểu rằng là không có lực nào tự sinh ra và tự mất đi. Nó chỉ chuyển đổi từ dạng này sang dạng khác. Lực chuyển đổi từ motor chạy vào trong, sinh ra một lực đẩn viên đá. Lực đó sẽ được tiêu thụ hết. Vấn đề gì ạ? Khi nào lực đó bào mòn hết viên đá, lực đó sẽ được tiêu thụ hết, hấp thụ hết. Lực hấp thụ hết thì motor không di chuyển, nằm im tạo ra hình, viên đá cũng tạo ra hình. Lực phải cân bằng giữa lực nén của băng tải, lực đẩn của motor phải được tiêu thụ hết, cân bằng hết, và cái lực
từ motor sát vào viên đá, động lực đó chuyển đổi sang chế độ bào mòn hết viên đá thì viên đá mới không có hiện tượng đó là chạy ra ngoài hoặc tạo hình khác. Còn nếu như quý vị cho cái motor nó vào quá sâu, tốc độ máy đi quá nhanh, motor chưa kịp bào mòn, băng tải đã đẩy viên đá đi tiến rồi. À, hình dung quý vị hình dung ạ, nếu như motor vào quá sâu, băng tải đã đi quá nhanh, viên đá chưa kịp bào mòn, motor xoay chưa kịp bào mòn, đã phải chạy sang một viên đá khác. Vậy thì lực chưa được tiêu thụ hết, lực chưa được phân tán hết, lực vẫn còn. Nếu như lực còn thì viên băng đá sẽ bị đẩy ra ngoài. Có những người khác thì làm vấn đề gì? Tăng lực ép xuống. Đúng, lực ép có thể giữ cho viên đá giữ lại, nhưng lực từ motor tác động vào viên đá, lực từ motor chuyển đổi sang bát mài, từ bát mài tác động vào viên đá vẫn còn. Lực đấy không thể nào tiêu tốn hết được, nó chưa chuyển đổi sang một trạng thái khác. Vậy thì lực đấy nó sẽ phản sinh ở đâu? Nó sinh ra một cái gì ạ? Nó sinh ra một phản lực, nó đẩn ngược lại cái motor, đẩn ngược lại motor. Motor máy cứng, motor máy đứng hay là motor máy nằm đều vẫn phải chịu tác động lực đấy. Và lực đấy sẽ làm vấn đề gì? Lực đấy sẽ làm cho motor bị hỏng, motor sẽ bị hỏng. Với máy của Yến Nhi thì các nhà sản xuất người ta đã có một thiết kế bảo vệ cái vấn đề như vậy. Ngày trước là trục đứng là nằm im, trục treo motor là cố định, không thể di chuyển. Nhưng sau quá trình vận hành, nhà sáng chế người ta đã cũng gặp trường hợp như vậy là lực phản hồi do người điều tiết không cân bằng được lực. Có thể do motor đi nhanh, do sâu quá, băng tải chạy nhanh quá, đá cứng quá mà lại chạy nhanh quá làm cho lực phản hồi lại. Lực chưa được hấp thụ và tiêu tốn hết lại phản hồi lại motor, làm cho motor bị hỏng. Và chính vì vậy các thiết kế về đời sau là trục treo motor là có thể di động, trục treo motor và có thể di động. Lực treo motor kéo xuống bằng chính sức nặng của motor, lực đẩn motor lên hầu như không hạn chế. Nếu như lực vừa phải với máy của Yến Nhi tôi cung cấp lực vừa phải, motor sẽ nằm im. Nhưng nếu như lực phản hồi nhiều quá, motor sẽ có tự động hiện tượng chạy lên, có hiện tượng chạy lên. Chính vì vậy tạo ra một cái gờ thứ hai. Rất nhiều khách hàng có hỏi tôi về vấn đề như vậy, tại sao? Thì tôi cũng chia sẻ luôn với khách hàng, đó chính là do vấn đề gì? Do chúng ta, một, băng tải chúng ta chạy nhanh quá; hai, do chúng ta vào motor nhiều quá làm cho băng tải di chuyển tốc độ nhanh, motor chưa kịp bào mòn, lực phản hồi lại motor quá lớn làm cho motor không giữ được trạng thái như cũ và sẽ rung chuyển động và đi lên hoặc là đi xuống một tí. Đi xuống sẽ được kìm hãm bởi van rồi thì không đi xuống được, nhưng thường thường máy của Inisto cung cấp là sẽ đi lên. Lực đi lên để làm vấn đề gì? Để làm sao giải thoát motor khỏi lực phản hồi để bảo vệ motor, nhưng ngược lại làm cho viên đá có vấn đề gì ạ? Làm cho viên đá có hai vạch, hai đường chỉ, nó sẽ xấu. Vậy thì giải quyết vấn đề đấy là như thế nào? Thì chúng ta phải hiểu lực tác động như vậy, chúng ta cần phải làm vấn đề đó là làm cho lực tác động biến mất, lực từ motor vào viên đá phải được triệt tiêu bằng phương thức gì? Chúng ta tăng lực nén lên viên đá cũng được, nhưng điều đó vẫn không giúp cho motor hoạt động được đúng công suất, vẫn sẽ sinh ra lực. Việc của chúng ta là vấn đề gì? Giảm tốc độ băng tải xuống. Chúng ta đang chạy tốc độ 8 đi, chúng ta giảm xuống còn 6 thôi, giảm xuống còn 6 để làm sao viên đá phải chạy thật chậm cho bát mài hoạt động đủ vòng của nó. Đừng để bát mài 1 phút được mài vào viên đá 100 vòng, mà bây giờ chúng ta chạy thật chậm làm cho 1 phút viên đá đó được bát mài mài đến 130 vòng thì lực của nó sẽ được tiêu tốn hết. Hai là gì? Chúng ta kết hợp vấn đề là giảm tốc độ băng tải. Thứ hai là về phía sau motor, chúng ta triển khai motor bằng phương thức ngoáy ra phía ngoài, ngoáy vào trong cho motor ra ngoài một tí, chỉ thêm 1-2 ly thôi là cái hiện tượng này sẽ không còn nữa. Nghĩa là motor vào vừa phải, tốc độ băng tải chạy vừa phải và cái hiện tượng đó không còn sinh ra lực. Quá trình motor tạo ra lực chuyển đổi vào trong bát mài và bát mài lại chuyển đổi vào viên đá để bào mòn đi vừa phải, vừa đủ tạo ra hình, và lực đó được triệt tiêu bằng không, nhớ bằng không, thì lúc đó motor sẽ nằm im và hệ thống sẽ chạy một đường thẳng nhất định. Chính như vậy mà chúng tôi chia sẻ với quý khách hàng rằng đấy là những cái lỗi mà quý khách hàng đang gặp phải. Vậy thì đó là lỗi rất lớn, nhưng không phải đến từ sản phẩm mà đến từ người vận hành như chúng ta. Chúng ta cho motor chạy vào quá sâu, chúng ta cho vấn đề băng tải chúng ta chạy quá nhanh, vậy chúng ta cần điều chỉnh băng tải chậm hơn một chút, từ 6 hoặc chạy đến 8, đang chạy 6 thì chạy đến 5,
và motor ra phía sau, người điều chỉnh motor, người điều chỉnh sản phẩm đấy xem xét lại ở vị trí motor nào, chúng ta chỉ cần ngoáy sản phẩm, ngoáy cho motor kéo ra phía ngoài một tí thôi, chỉ gần một ly, hơn một ly thôi là chưa được một vòng xoáy, chỉ gần hơn một vòng xoáy của bát mà của tay quay là chúng ta đã khắc phục được hiện tượng như vậy rất nhanh, đúng không ạ? Chỉ có bao nhiêu, chỉ có 10 giây. Như tôi đây là tôi nghĩ tôi sẽ cho là băng tải chạy nhanh, tôi cho băng tải chạy chậm, tôi cho băng tải chạy chậm, băng tải đang chạy nhanh, tôi cho băng tải chạy chậm, chạy chậm đi một chút. Sau đó là chúng ta làm vấn đề gì, chúng ta ra ngoài phía đằng sau, chúng ta vặn cho chế độ motor đi ra ngoài. Vặn như thế nào, vặn vào trong, vặn ra ngoài thì các video trước chúng tôi đã hướng dẫn quý khách hàng về cái vấn đề điều chỉnh motor đấy rồi. Riêng sản phẩm này không điều chỉnh độ cao thấp. Nhiều khách hàng có hỏi bảo anh ơi, cái này nó xảy ra hiện tượng là motor tạo ra một cái đường gờ thứ hai là phải do độ cao thấp chứ đâu phải là do sâu vào đâu. Motor lên hoặc xuống mà tự dưng đang chạy thẳng lên thì nó mới tự dưng tạo ra gờ nữa, không phải do motor lên xuống bởi vấn đề motor bị xê dịch, mà lực tác động, làm lực tác động không tiêu tốn được, không tiêu hao được hết, làm cho tác động ngược lại motor và đẩy motor lên trên. Vậy chúng ta cần phải giúp cho motor tiêu hao được hết công suất của nó, chính vì vậy mà chúng ta giảm tốc độ băng tải, giảm độ vào sâu của motor và lực sẽ đáp ứng được yêu cầu và vẫn thế hết vận hành 100 viên đá như một. Đấy là cái mà hôm nay chúng tôi chia sẻ với quý khách hàng về cái phương thức lỗi trong quá trình vận hành thì làm sao cho băng tải chúng ta chạy nó phù hợp. Băng tải tôi quý khách hàng nên nhớ rằng băng tải nhớ không để băng hệ thống băng tải hai băng tải chạy sát vào nhau. Nếu chạy sát vào nhau, tôi xin nhắc lại, nếu chạy sát vào nhau thì băng tải bên dưới sẽ bị lệch. Phương thức sửa chữa đơn giản, để băng tải chạy không tải trong vòng 1 phút, băng tải sẽ tự động trở về trạng thái như cũ, Với vấn đề đồng hồ tôi đã chia sẻ, với lực băng tải đây là từ có thể 1,5 cân, 2 cân, hơn 2 cân, không nhất định, nó phải tùy thuộc vào vấn đề của sản phẩm, nó phải tùy thuộc vào vấn đề của sản phẩm dày hay mỏng. Trong quá trình sử dụng về lâu về dài, những cái gỗ của chúng ta, một cái gỗ chúng ta vốn dĩ ban đầu rất cứng, nó 1/8. Điều này tôi đã chia sẻ trong video trước rồi, nhưng hôm nay về cái vấn đề video này tôi chia sẻ nhắc lại luôn. Với cái hàm 1/8, quý vị có thể thấy rằng là với viên đá mỏng lên 1/5 thì có thể cao hơn. Nhưng có khách hàng thì dán những viên đá nó dày hơn, làm cho cái gỗ này sẽ mỏng đi một chút. Vậy mỏng đi một chút có ảnh hưởng gì đến sản phẩm hay không? Tôi xin thưa rằng nó sẽ ảnh hưởng đến sản phẩm. Sản phẩm bị chạy ra bởi vấn đề như vậy. Quý khách hàng có thể hình dung ra luôn rằng với một cái băng tải, tôi sẽ lấy một viên đá mỏng hơn. Ví dụ đây là chỉ nó dày như thế này. Viên đá mà chúng ta cho vào đây, gỗ chúng ta cho vào đây, cái băng tải chúng ta hình dung đây là phần băng tải. Băng tải ép xuống không chạm đến thành gỗ, vẫn chỉ chạm đến 4 phân của thanh chỉ. Cho nên lực của băng tải chỉ tác dụng lên được 4 phân của thanh chỉ, không đủ lực để giữ cho băng tải không đủ lực để giữ cho viên đá. Làm sao ạ? Chạy hết hành trình, 4 phân đó không đủ lực để giữ được. Chính vì vậy làm cho băng tải chạy thì cứ chạy, đá thì vẫn bị đẩy ra. Chính vậy mà cái viên thanh gỗ này chúng ta sử dụng hết 1 năm là chúng ta phải bỏ. Trong quá trình sử dụng là nước thường xuyên tiếp xúc với nước làm cho gỗ sẽ bị ngấm nước và mềm dần. Lúc băng tải ép xuống, chính cái gỗ đó lúc đó bị ép xuống, nó không còn được cứng nữa, nó chỉ còn được 1/6 thôi. Ngày trước là 1/8, vì sao nó chỉ còn 1/6 và 1/5 thôi. Nhiều khách hàng có hỏi là sao của em cứ bị chạy ra mà em không làm sao điều tiết. Em cũng điều tiết hết rồi, cũng giảm tốc độ rồi, cũng ấy rồi, cũng vận cho motor ra ngoài rồi mà sao bây giờ vẫn bị chạy ra. Và lúc đến chúng tôi đến xem xét thì vấn đề gì, gỗ của họ dùng đã lâu, gỗ đã lâu. Lúc đó sản phẩm mọi người biết, nhìn bằng mắt thường không có thay đổi, nhưng đến lúc lực đè nén xuống, viên đá thì 1/8, gỗ 1/8 bằng nhau, nhưng lúc sau đè nén xuống cái gỗ chỉ còn 1/5, mất 3 ly. Cho nên là cái băng tải chúng ta hình dung là băng tải chúng ta nó chỉ đè được một phần của viên đá thôi, một phần kia một vênh, mà vênh như này nó vẫn sinh ra một cái lực không đầy đủ, làm cho viên đá không áp dụng được lực của nó, không nhận được 100% sức lực của băng tải đè nén, làm cho viên đá vẫn bị chạy ra. Chính vì cái gỗ cũng rất quan trọng, độ dày mỏng của gỗ rất quan trọng, ảnh hưởng đến quy trình làm việc,
của máy để tạo ra một sản phẩm đẹp. Chính vậy một năm chúng ta nhớ là có thể là chưa được một năm chúng ta dùng nhiều, có thể là 7-8 tháng chúng ta phải thay gỗ, không liên tiếp một cái tấm gỗ này không liên tiếp một tấm gỗ này chẳng hạn bao nhiêu cả, thì khách hàng nhớ là mất cái công sức của mình mài đi mài lại nó sẽ tốt hơn là chúng ta đầu tư một tấm gỗ mới. Cái gỗ đấy thì tôi xin nhắc lại ra các cửa hàng bán gỗ gỗ ép họ đều có những tấm cốt pha này, những tấm cốt pha như thế này, quý khách hàng mua về và cắt nhỏ ra theo chiều mình mong muốn ở hay gia công. Cầu thang mình gia công 90 thì chúng ta cắt 85, cầu thang gia công 1m chúng ta cắt 95, cầu thang gia công 1m1 chúng ta cắt 1m05, dư ra một chút để trong quá trình chúng ta làm là thủ đi một chút, để làm sao trong quá trình chúng ta làm là chúng ta không bị thừa dư thừa. Nếu mà dư thừa phần trên, dư thừa thì phần trên quý vị cắt dài quá dư thừa thì phần sau chạm vào viên đá trên bị chạm viên đá thì sẽ ảnh hưởng viên đá sau, thì vẫn có khoảng cách ở giữa, vẫn có khoảng cách ở giữa, lại không đảm bảo được yếu tố như bữa trước chúng tôi chia sẻ với nhau. Chúng ta có chia sẻ rằng là chỉ cần có khoảng cách có thể viên đá sau sẽ bị chạy lùi dần lại. Tại hệ thống của chúng tôi là hệ thống bánh xe chứ không phải là một đường thẳng, không phải là đường thẳng giống như băng tải ở dưới, mà hệ thống ở trên là những bánh xe độc lập, rất nhiều bánh xe độc lập. Cái bánh xe đó có thể là chỉ cần một bánh xe nào đó lọt vào cái hệ thống không được bồi lắp đầy đủ ở giữa, một bánh xe nào đó chỉ cần cuốn vào đây là tự động nó sẽ kéo viên đá lùi lại và càng ngày càng lùi, càng ngày càng lùi đến khi nào gặp viên đá phía sau rồi mà lực phía sau thắng được lực phía trước thì viên đá mới tiếp tục triển khai chạy. Viên đá vẫn chạy hết hành trình thôi, thế nhưng lúc đó thì băng tải chạy hết hành trình, đưa về chạy hết hành trình vẫn mài được, nhưng lúc đó piston hơi sẽ đẩn vào đến giai đoạn không còn gì cả, piston hơi đẩn sâu hơn làm cho hệ thống đuôi của viên đá mà chúng ta cần mài nó hơi móc lại, và đến khi gặp một viên đá mới ở đây nó đẩn ra thì viên đá mới cũng bị móc đầu lại và gặp đường thẳng nó mới giữ được lại, hệ thống hơi mới được giữ được thẳng lại chạy lại. Chính vì vậy mà sản phẩm chúng ta nếu như có khoảng cách ở giữa nó sẽ xảy ra hiện tượng là sản phẩm có đầu hơi móc. Tôi xin nhắc lại cái vấn đề như vậy để quý khách hàng lưu ý. Lực ở phía băng tải, tôi nhắc lại phía sau, lực của động cơ ở phía sau 4 motor đầu để mài bóng hay để mài tạo hình, chúng ta để lực căng hết sức. Độ sâu đã được căn chỉnh, chúng ta phải để hết sức. Để hết sức thì làm gì? Tôi xin nhắc lại, nếu như chúng ta không để hết lực căng của piston, gặp những ba viên đá mỏng mềm, motor vẫn hoạt động bình thường, nhưng nếu như gặp những viên đá cứng, motor sẽ bị đẩn ra, lực yếu cho nên lực phải căng, thì lúc đó gặp những viên đá cứng motor mới không bị đẩn ra và làm việc hết công suất của mình được. Và cũng có những trường hợp chúng ta biết rằng là với cái viên đá ở Việt Nam mình, chúng ta làm thợ dán nhiều người cũng không để ý, cắt những viên đá có viên thì dày có viên thì mỏng, có những viên 2 phân kẹp với cả phân 8, có những viên 2 phân kẹp với 2 phân, hoặc có những viên đang mài lô phân 6 với phân 6 bắt mài là 3 phân rưỡi, nhưng lại là một thanh chỉ rất dày, tự dưng 1 phân 6 lên với 2 phân hơn cả keo nữa, thì tự dưng là dư ra, hay làm cho là tất cả các viên đá chúng ta đang làm mài bây giờ nó không có sự đồng nhất cao độ, nó không có sự đồng nhất cao độ. Chính vì vậy mà chúng ta vẫn có hiện tượng là như gặp những viên đá như vậy là vẫn có thể hiện tượng đẩy ra ngoài là vẫn có, hay cho là đòi hỏi chúng ta phải để lực căng hết sức để làm sao gặp viên đá dày cũng có thể bảo được, gặp viên đá mỏng cũng bảo được. Với 2 motor phía đằng sau, 2 motor mài bóng hoặc với 4 motor mài bóng, với những bát mài mới chúng ta chỉ để khoảng lực từ 1,5 cân đến 2 cân và tăng dần lên khi nào bát mài đã mòn. Hai là với những bát mài mòn thì chúng ta phải dựa vào yếu tố, đó là vấn đề gì, một thời gian rất lâu sau bát mài mới mòn. Vậy thì người vận hành máy nếu như trong quá trình làm bắt đầu thấy hiện tượng là có một chút không được bóng đẹp như lô trước để chứng tỏ rằng bát mài đã mòn, thì chúng ta ra hành động sau chỉ mất 5 giây, tăng áp một cách từ tăng áp lên để làm sao motor được đẩn sâu vào, piston được thêm hơi được đẩn sâu vào để bù hao cho cái vấn đề đã tiêu tốn. Mà cái điều này thường rất ít trong quá trình làm, chúng ta rất ít điều chỉnh, thường chúng ta sẽ điều chỉnh ở mỗi ca làm việc để điều chỉnh trước khi máy hoạt động. Chúng ta mẻ đầu tiên chúng ta xem xét cái bát mài chúng ta còn dày hay mỏng, dày như này hay mỏng như này, và chúng ta điều chỉnh ngay từ mẻ đầu tiên, và lúc đó thì máy chỉ được hoạt động hết công suất mà người điều khiển không cần phải tham gia tác động điều chỉnh bất cứ một tác động nào về phía đằng sau máy. Trong buổi nói chuyện ngày hôm nay đấy, tôi cũng sẽ hướng dẫn chia sẻ một chút về cái lỗi quý khách hàng vẫn đang hỏi là tại sao sản phẩm được để ra ngoài, tại sao mà đã căn chỉnh rồi mà lại vẫn có hiện tượng là chạy mà vẫn có 2 đường chỉ, đấy cũng là một lỗi của sản phẩm. Và tôi xin nhắc lại lỗi đấy từ đâu mà ra, xin quý vị khách hàng bỏ thêm chút thời gian để tìm hiểu về máy móc, cùng với Nistone tìm hiểu về máy móc để chuyển đổi cái thứ mà chúng ta gọi là lỗi thành bình thường. Nhân vô thập toàn, con người phải học suốt, học mãi.
máy móc cũng vậy, không có máy móc nào là máy móc hoàn thiện hết cả. Máy móc cũng cần phải tay nghề của con người tác động thì máy móc mới có thể hoạt động hết công suất và làm đẹp được cho con người. Nhưng nếu như con người chúng ta vận hành máy mà lại cũng không biết về công năng tính dụng của máy, cái lỗi của máy, thì chúng ta thực sự là máy đó lỗi, vẫn hoàn lỗi. Những quý khách hàng nào nếu chưa dùng sản phẩm Instone xin hãy cảm nhận. Những quý khách hàng nào đã dùng rồi thì chúng ta xem xét là những cái lỗi đó chúng ta cố gắng dành thời gian để cùng Instone trao đổi và chuyển đổi thứ gọi là lỗi thành không lỗi để sản phẩm chúng ta 10 viên như 1, 100 viên như 1, 1000 viên như 1 để làm sao phục vụ cho khách hàng của chính kho bãi của mình được tốt hơn nữa. Buổi video ngày hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ kiến thức một chút về phương thức vận hành máy không tạo ra cái lỗi 2G, không tạo ra phương thức gãy đá. Và quý khách hàng lưu ý, nếu như có trường hợp nào vẫn còn hiện tượng đó xảy ra, quý khách hàng xem xét lại các video mà vẫn có hiện tượng để xảy ra, xin phép gọi cho chúng tôi theo đường dây nóng 0839801888 quay lại video lỗi máy của mình, và chúng tôi sẽ ngay chóng trong thời gian sớm nhất làm những video dựa vào những video quý khách hàng đang gửi để cùng nhau chia sẻ, để cùng nhau chỉnh sửa những lỗi đó. Và tôi hy vọng rằng là những lỗi đó là những lỗi mà nếu như chúng ta bỏ thời gian ra cùng nhau trao đổi, tôi hy vọng rằng thời gian tới không có một đơn vị nào sẽ gặp hiện tượng này nữa, và tất cả chúng ta đều có thể đưa máy hoạt động một cách trơn tru nhất, mượt mà nhất, đem lại hiệu quả cao nhất cho kho bãi của mình. Video ngày hôm nay tôi xin phép được kết thúc ở đây và hẹn gặp quý khách hàng trong các video.